Bây giờ nhà mình nhá, mà cái khu này giờ đường nó mới làm này, thì những cái căn nhà mà nó thấp hơn mặt đường này nó là cực kỳ là bất lợi. Tại vì khi mà xe cộ mà nó chạy ngang qua là khí nó sẽ tác động đập trực diện vào đây luôn này, thì nó loạn khí, mình không ăn được chính hướng này đó, nên là khí nó đi từ phía này về hoặc là xe cộ đi từ đây về này, nó rất là bất lợi đấy. Ví dụ mình nó đang nằm ở giữa cái vòng cung này, đây này, nó là cái liên đao sát này, thì nó cũng hơi bất lợi cho mình một xíu đó. Với lại bây giờ mà chị muốn nâng lên đường á, đây này, đó là nhà chị, nếu mà sân nhà chị là nâng lên tới đây đúng không? Là chị phải nâng lên 3 70 80 83 cm lại. Lên tới đây này thì nó mới bằng đường nhá. Nên là cái vấn đề mà nâng hết tổng thể khu này bằng đường á, chị tính toán xem là bao nhiêu tiền. Lúc đó rồi mới tính là nâng mái lên, kéo thở tính. Rồi mình mới ra quyết định là nếu nhiều tiền quá thì xây một căn mới mình ở luôn. Chị cứ tính thử nhá. Em sẽ cho chị 2-3 phương án chị tính. Rồi em xem đua ra phía sau nhá. Đây là 83. Rồi chị ra xem phía sau này là nó sẽ lên được cơ nó là phía sau này đang thấp chuẩn bị phía sau này. Sau này còn thấp hơn nữa. Đó, thì toàn bộ phía sau mà nó thấp chuẩn bị phía sau này thì là tiền bạc và nhân đinh nó sẽ tản mát dần. Đó, mà trong nhà chị nhá, trong nhà chị nó phía sau này nó thấp chuẩn này. Nên là chị thấy phải không, khi mà làm ăn ở cái hướng công việc đầu vào đó thì nó tốt hướng Tây, mà tiền bạc nó cứ hao hụt dần này. Gì hết ạ? Thầy, thầy không quay lại cho em. Đây nè. Đó thì khi mà nền nhà nó thấp chuẩn đây nè, đó nó thấp chuẩn ra phía sau như thế này. Bây giờ mà buộc là chị nâng lên á, phía trước nó là 83 mét này, nó mới bằng đường mà 83, mà chiều này là 83 nó mới bằng đường, và cái Ở cốt đây nền nó thấp hơn nó thấp nữa. hơn nữa dạ nó thấp hơn phải tầm 50 phân nữa Thì đó, 50 phân đi, 50 phân 83 nó phải tầm bằng đây này, phía sau gì nó phải nâng tầm bằng đây mới tới bằng đường được, đây mới bằng đường được. Từ đây là phía sau này nâng lên, từ đây bắt đầu là bằng gần bằng nửa cái nhà phía sau của chị rồi, xong từ đây chị xây lên trên nữa đúng không? Thì buộc là phía sau này nó thấp chuẩn này đó, thì nếu mà chị xây phía sau này á, tại vì cái khu vực này mình kinh doanh thì là chị phải buộc xây ra đây 3 mét, xong chị xây vuông lại, xong chị đổ đất cái phần 3 mét này này để làm tọa cho cái nhà này, xong từ đây chị xây cái bức tường bằng với đây nhá, tầm 2 mét để làm cho tọa nhà này nó phải có tọa, còn không là nó vẫn cái thế là phía trước cao phía sau thấp. Là cái chỗ này là mình để đất mình đúng rồi, mình để ra không? Hay là thì mình chị để đổ đất chị lắng lên, nhưng mà phải xây cái bức tường lên đây kiểu như là để cho ấy lại đúng không? Rồi em hiểu rồi, em hiểu. Để cho nó có cái tọa, còn không là chị nâng cái nền nhà chị lên tới đây rồi này, nâng cái nền nhà chị lên tới tầm này rồi thì phía sau này nó thấp chuẩn, mà phía sau thấp chuẩn thì nhân đinh tiền bạc nó sẽ hao hụt dần. Thì làm gì làm mình phải xử lý được cái hình thế đã, lúc đó mới nói được cái câu chuyện làm phong thủy đó. Hình thế mà không làm được, với lại chị tính nhá, khi mà nâng nền lên chừng này, đổ đất hết chừng này là nó rất là nhiều tiền. Em đảm bảo đổ đất với xà bần này thì nguyên tắc á, thì nếu mà đổ được đất sạch là tốt, còn nếu mà đổ xà bần vô thì không tốt. Đúng rồi, nếu mà là đổ đất thì tốt, đừng chứ đừng nên dùng cái xà bần đó là gạch đá chết, nó vỡ vụn là không tốt đó. Mà đổ hết chừng này với bên kia chị nhắm xem thì là bao nhiêu tiền, chị cứ hỏi đi, đo khối lượng ra, đo chiều ngang, đo chiều cao, đo sâu lên là hết bao nhiêu khối đất, đo tổng thể luôn là hết bao nhiêu khối đất, với hết bao nhiêu khối đất thì nó là bao nhiêu tiền, nhân lên rồi cộng thêm chi phí nhân cao lên nữa thì nó là bao nhiêu tiền. Nếu mà nó rơi vào cái chi phí sửa chữa mà nó 700-800 tỷ thì tốt nhất là mình xây qua bên kia xây mới từ đầu luôn. Cái này để cứ vậy kinh doanh hai cơ sở, một cơ sở bên kia là chính, bên này là phụ, coi như là kho sữa đó. Bên kia mình quảng bá thương hiệu làm to đi đẹp hơn, phù hợp hơn đó nhá. Chứ không mà giờ chị cứ tính toán không kỹ, đến lúc chị vô bắt đầu phát sinh thợ, nguyên tắc thợ thợ ở mình đây không phải ai cũng vậy thôi. Người ta báo giá lúc nào là người ta báo giá cho chị là cái giá thấp để người ta nhận được công trình, khi nhận được công trình rồi bắt đầu là phát sinh là chủ nhà phải chịu, chứ người ta không tính tổng thể cho chị là chọn gói trao tay là bao nhiêu đó. Còn nếu mà chị thuê được đơn vị mà thầu chọn gói á, trao tay, chìa khóa trao tay á, thì lúc đó là sửa nhà này 500 triệu ký hợp đồng cho tùy chị đó. Là nên là mình khi mà mình nhận thợ làng về là người ta tính toán được phát sinh là mình cuối cùng là xây nhà lên tỷ bạc, thành ra mình xây nhà mới đó. Thì khi mà mình đi vô trong nhà này thì mình phải lưu ý cái vấn đề đó đó. Thì vì trong mà nó thấp chủng như này rất là bất lợi cho mình luôn. Cái bếp chị đặt ở đâu? À, bếp bên kia, đây chị ở thôi. Thì đúng rồi, đây là hướng Tây thì toàn bộ chị ngủ phía sau này luôn hả? Dạ, đây là phòng ngủ. Toàn bộ chị ngủ phía đông đông nam của ngôi nhà, thì những người ngủ đây sức khỏe nó không có tốt cho sức khỏe này.
Đó, phía sau thấp trụng nữa, phía sau thì nó chủ về sức khỏe nữa. Dạ. Trời ơi, phòng trạch đó. Dạ, cái này là hồi xưa xây sao đặt ra hai cái mà đặt ra rồi đó. Đặt ra thành một á. Phòng nhỏ xíu à. Đó, bây giờ chị tính lại đi. Tính lại xem tổng chi phí như thế nào. Nếu được thì mình làm hồ sơ mình điều chỉnh lại. Còn mà thấy chi phí nó cao quá thì để làm cái căn bên kia. Yeah. Em nói thiệt á. Chứ không, chị làm hồi chị sửa hai cái này mất gần tỷ bạc, chả giải quyết vấn đề gì. Yeah. Cái này bây giờ á, nếu muốn kinh doanh á, yeah, chị đổ mỗi cái lề phía trước thôi để kinh doanh thôi. Yeah. Cái này cứ để nguyên vậy ở. Nâng cái mặt trước thôi. Nâng cái mặt trước đây thôi này. Yeah. Bên này cứ để thấp vậy mình kinh doanh thôi. Yeah. Còn lại bố trí lại quầy thu ngân, còn lại qua bên kia ở rẻ tiền hơn. Chứ bây giờ chị sửa hết chừng này em đảm bảo cả tỷ xong. Chị tính cho kỹ không? Yeah. Rồi nếu mà với số tiền đó mình xây cái nhà bên kia làm một cái trụ sở chính, quảng bá thương hiệu, làm bài bản vừa ở vừa ở dưới quảng bá, còn đây là vừa kho xưởng ấy thôi. Yeah. Nó đẹp hơn. Với lại chị vừa sản xuất vừa kinh doanh nhá, nó mệt lắm. Yeah. Nguyên tắc là sau giờ làm việc là mình về mình nghỉ dưỡng nó thoải mái. Còn nếu mà chị đang còn trẻ không sao, nhưng mà thì trạng bây giờ rất là nhiều cái người mà tầm 40-50 tuổi á, có những người 60 tuổi là ở cái nơi mà vừa sản xuất vừa kinh doanh luôn, thì người ta cứ bị cuốn vào công việc, người ta không dứt ra được, thế cuối cùng là làm cho đến già luôn. Đó là một cái rất là bất lợi. Yeah. Đó, trong xong nó làm được bao nhiêu là cho con cái, bắt đầu tiêu nó phá hết. Yeah. Nên mình phải lo cho mình nữa. Yeah. Đó vậy thôi.